Ê, mình chào con ăn. Thì hôm nay mình có đi mua bò ở chợ Cú. Đây anh Chí Cốt nè, Chí Cốt mình ảnh hay dẫn mình mua bò lắm. Thành ra là mình quay bán dùm cho ảnh ba con bò lỡ nha. Thành ra là mình không có mua bò của ảnh, tại vì anh em không à. Thì trước tiên là cái con bò Pháp Kem F2 nha. Đó. Đây, F2 kem giấy nha. Bò rất là bự, bò này 11 tháng, tính luôn ngày đẻ luôn nha. Đó, dần đầu đó, xương sóc thì to. Đó, nè, dần đầu rất là dễ thương, đục chùi luôn. Dần dài hở hết sức luôn, thân bành kỳ luôn. Quay cho anh em bà con thấy cái dàn lưng dàn vai nè, hết clip chưa? Thực tế là con kem vàng nha, đứng xa xa mới được chứ không quay không hết con bò nữa. Con bò kem vàng quá trời quá đất, bự bự nhất luôn. Ba con này anh mua một lượt anh nuôi tới giờ luôn nha. Đó rồi kẹt tiền bán, bà con nào có nhu cầu mua dỗ lại thì ta luôn. Thì quá trời con bò luôn, nhìn xa quay xa mới được chứ lại đi là gần không có quay được con bò hết. Con bò chân đứng thẳng bần luôn. Đây cái dàn mông, đây mình quay chi tiết luôn cái dàn thân dàn lưng luôn nha. Đó. Mình quay lại dàn đầu nha, cái chuồng này nó hơi chặt rồi mình không có ấy được, bò nhốt chuồng. Đó, này con kem vàng nha, vàng F1 xương sóc rất là to, như hẳn đây. Da sát lông mượt đàng hoàng. Đó là hai con kem. Tới cái con 3B nha. 3B này cũng F1 luôn. Nó đen như cái quần lãnh, nó mướt rượt luôn. Xương sóc chà bá lửa. Đây. Mình cách nó khoảng 2 mét nha. Đó, để mình quay cái dần dần mông nó cho bà con xem. Nép nép qua coi. Đó, cái dần đầu nhìn rất là có duyên. Đó. Cái chuồng nó hơi tối. Anh em bà con xem thông cảm. Đó. Ba con bò này thì mình cũng báo giá luôn, giá anh bán tại chuồng là 80 triệu. Mình để mình lại trước, mình quay cái dàn đầu ba con lại cho anh em ngồi xem luôn nha. Đây, đây là con F2, kem F2 nha, giấy. Đây, dàn đầu quá trời đẹp luôn. Đó, thấy quay phim là nó mê rồi đó, nó phái được tinh thần mê. Dần đầu của con kem nó vàng nè, mỏ chà bá lửa luôn, con nào cũng lấy mỏ như là cái bình thủy vậy, bự hơn bình thủy nè. Bò bê này cũng vậy luôn. Đó. Lúc rồi mình cũng có đi mua bò bán bò rồi, mình mua mấy bò nhỏ nhỏ mà mấy bò lỡ này mình cũng có mua nữa, nhưng mà cái này của ông anh hay dẫn mình mua bò, thành ra mình đang bán trực tiếp cho ảnh luôn, mình không có mua bán. Rồi con nào xài 3B với cốc kem nhỏ nhỏ thì alo mình ha, còn bò lỡ cũng alo luôn, cùng mình cũng có bò luôn. Đây. Đó, vậy thôi nha, rồi mình kết thúc video đây nha bà con. Thì ai muốn mua thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại ảnh mình để trên màn hình nha, rồi thương lượng giá cả luôn, chứ còn mình này mình chỉ quay vòng bán cho ảnh thôi, chứ mình không có để điện thoại mình. Quá trời đẹp luôn mà con ơi, bò này mà lúc trước là mình gặp là mình mê luôn, mặt quá trời có gì.